biết người Hy Lạp cổ sống quái dị thế này, bạn sẽ thầm cảm ơn vì đang sống ở thế kỷ 21. Khỏa thân là biểu hiện của sự anh hùng. Người Hy Lạp cổ không xem ảnh khỏa thân là sự sỉ nhục mà coi đó là sự tượng trưng cho đạo đức. Khi một chàng trai cởi bỏ quần áo để thi đấu trong kỳ Olympic cổ đại, anh ta không chỉ đơn thuần nguy trước đối thủ mà khoác trên mình đồng phục của sự ngay thẳng. Nên các chàng trai Hy Lạp cổ thường khỏa thân trong phòng tập gym hay thi đấu như một cách chứng tỏ sự trong sạch của mình. Bản thân từ gym, chỉ phòng tập thể dục này, có nguồn gốc từ gymnasium. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại!